chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn tiếp theo một cái kỹ thuật cơ bản trong bonsai, đó là kỹ thuật ghép hoa tường vi cho gốc bằng lăng nha các bạn. Thì trước hết đó, mình xin nói sơ qua lý do tại sao mà mình phải ghép tường vi cho gốc bằng lăng. Thì lý do đơn giản thôi các bạn, đó là mình lấy những cái ưu điểm của cây tường vi và để mình khắc phục cho những cái nhược điểm của cây bằng lăng các bạn. Ở trong tự nhiên thì bằng lăng có những cái cây rất là đẹp như thế này nè các bạn, mà cây tường vi thì hầu như là không có nha các bạn, hoặc là có nhưng mà rất là ít, tại vì cây tường vi nó rất là lâu lớn đó. Thì trong tự nhiên đây các bạn xem trước màn hình của các bạn là một gốc bằng lăng nè, rất là đẹp, cổ quái và to nha các bạn. Đây, những cái đường thân nó đi rất là đẹp luôn. Thì để mà mình tận dụng những cái cây bằng lăng như thế này mình làm bonsai thì rất là đẹp luôn. Mà trong khi đó cây bằng lăng nó lại có ba cái nhược điểm. Thứ nhất là về lá thì đa số là cây lá nó không đẹp bằng cái lá tường vi, và thường là nó lá nó to hơn các bạn. Cái nhược điểm thứ hai của cây bằng lăng á, là cái hoa của nó các bạn. Như các bạn đây, hoa nó thì đẹp á, nhưng mà nó có một cái nhược điểm á, là nó phải vượt cái ngọn ra cái đọt á các bạn. Nó phải phóng ra một cái đọt rất là dài như thế này nè. Đó, nó dài như vậy á, thì nó mới có bông. Khi mà các bạn chơi bonsai á, thì mình sẽ coi cái tàn lại. Thì cây nó rất là khó có bông. Cái nhược điểm thứ ba là bông của bằng lăng á, thì nó ngoại trừ một số cây nó xiên bông thì mình không nói, nhưng mà còn đa số á, là nó rất là chậm bông và nó thường nó ra theo mùa á các bạn đó. Cho nên á, mình để mình khắc phục ba cái nhược điểm đó, và cho nên mình phải ghép cái giống tường vi vô các bạn. Đó, thì ở đây mình có rất là nhiều cái giống tường vi để mà mình ghép. Thì mình chọn ở đây có, sau khi sàng lọc á, thì chủ yếu ở đây mình chơi hai loại các bạn. Thứ nhất là cái giống tường vi hồng lùng này các bạn. Nó chỉ cần ra một chút xíu thôi là nó đã có bông rồi. Thì sau này mình làm bonsai á, mình vẫn chơi bông được các bạn. Cái giống thứ hai là giống tường vi tím nè. Ở đây là ghép hai loại luôn các bạn vô một cây nè. Giống tường vi tím nó cũng lùng như giống tường vi hồng lùng nha. Ngày xưa thì mình hay trồng những cái giống tường vi nó hồng á, nhưng mà nó cũng vọt lên như cây bằng lăng cho nó có bông nha các bạn. Nhưng mà bây giờ mình có cái giống mình chọn lọc nè. Ở đây mình còn có thêm hai giống màu đỏ nữa các bạn. Nhưng mà hai giống đó thì lá nó cũng hơi to, và nó cũng phải vọt cái đọt lên thì nó mới ra bông, cho nên mình không có dùng được cho bonsai á. Thì mình chỉ chọn lọc hai giống này để mình ghép thôi. Thì bây giờ mình tiến hành mình thực hành luôn các bạn. Thông thường á, các bạn, đối với những cái nhánh ghép á, thì mình phải chờ cho nó lớn lớn cỡ này nè các bạn. Nó lớn cỡ này rồi mình ghép nha, chứ nó nhỏ quá thì mình ghép nó khó dính lắm nha các bạn. Như đây cũng vậy nè, những cái cành nó cỡ này rồi mình bắt đầu mình ghép được nè. Nó đối với cái gốc ghép á, nhánh ghép á, thì mình nó già chút cũng không sao nha các bạn. Đây, nó cỡ này là mình ghép được nè. Còn bây giờ mình qua mình đi lấy mấy cái bo các bạn. Bây giờ mình đi qua mình lựa mấy cái bo nha. Ở đây trước đây mình đã ghép rồi nè các bạn. Bây giờ mình lấy chính cái nhánh này luôn, mình làm cái bo của nó được nè. Cỡ này làm bo ghép được nè các bạn. Đây nè, cái này mình làm bo ghép nè. Những cái nhánh này mình đã ghép một lần rồi. Trước đây những cái mấy cái nhánh này nó còn nhỏ, mình chưa ghép. Mình ghép trước đợt 1, giờ mình ghép tiếp đợt 2 nha. Nên này nó lớn rồi, mình bắt đầu mình ghép nè các bạn. Mình lấy cái kéo bén mình cắt bo nha các bạn. Ở đây nè, mình sẽ lấy bây giờ ghép dính rồi, nhưng mà mình để nó ra dài quá các bạn thì dễ bị gió á. Gió nó làm cho rớt cái bo của mình á. Bây giờ mình không gắn là mình lấy nó làm cái bo cho cái. Đây các bạn, mình cắt này mình làm cái bo nha. Cái này chắc cũng được
được 3 bo á các bạn. Một bo này mình lấy cỡ vậy thôi, cỡ 2 mắt lá thôi các bạn. Mình cắt mình lấy bo vậy nha, bỏ bớt lá nó đi. Chừa lấy 3 lá thôi. Được 3 bo các bạn. Cái này là mình thường là mình ghép một lần khó mà đạt 100% lắm nha các bạn, chịu khó ghép tới ghép lui vài lần nha. Mình cũng không có đảm bảo đạt 100% đâu. Ở đây mình nhắc luôn cái này là bo nè. Ở đây một nhánh nữa. Cái thời điểm mà ghép tốt nhất á các bạn, thường á là mình ghép vào buổi chiều mát nha các bạn. Bây giờ là khoảng 5 giờ các bạn. Thì cái này là mình ghép ngoài trời á, cho nên mình chọn thời điểm mát mình ghép nha. Cây nó nặng lắm mà không có khiêng trong nhà được nha các bạn. Mình lấy một cái bo mình dạt nêm nha các bạn. Ở đây mình chỉ ghép dạt nêm thôi các bạn. Dạt nêm ha. Ở trên đây mình cũng dạt nha các bạn. Mình cũng vẫn ghép trừ hao các bạn, ghép trừ hao hai bo đi, nó dính được cái nào thì mình xài cái đó nha. Còn nếu mà nó dính hết thì mình lọc cái nào đẹp mình lấy nha các bạn.
quay gần cho các bạn xem. Cái chỗ mình dạt nè các bạn. Nó hơi vô cái phần gỗ một chút nha các bạn. Nó để cho làm sao cho cái da của cái lớp mà nhựa của cái da của cái bò ghép với lại cái nhựa của cái gốc ghép mà nó dính với nhau là được nha các bạn. Mình xịt nước cho nó ướt lá để có độ ẩm nha các bạn, rồi chùm cái bịch ni lông lại. Rồi như vậy là mình ghép xong rồi các bạn. Bây giờ mình lấy cái như vậy là mình ghép xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình chùm cái này lại, do mình để ngoài trời á các bạn, cho nên mình chùm cái chậu nhựa này lại để cho không có bị ánh nắng nó trực tiếp nó xuyên vô nha các bạn. Sau khoảng nửa tháng ghép thì mình tiến hành mình mở ra mình xem kết quả nha các bạn.
đây. Mình nhìn ở ngoài bịch nè, mình thấy nè, mầm mới nè các bạn. Đây đây đây, mầm mới đây các bạn. Đó, nó ra mầm nè. Đây các bạn coi nè. Đây mầm mới như thế này. Đây, lên rồi nè các bạn. Dính rồi đó. Đây nó dính rồi nè. Thì như thế này là mình bắt đầu mình mở ra được rồi. Ồ, ở đây là lúc mà mình chùm cái lưới lan lại thì ai đó làm gãy cái bo nè. Bị ai đó quẹt gãy cái bo rồi, bị hư bo. Chứ ở đây tỷ lệ đậu, tỷ lệ sống rất là cao nè, cái này cũng lên nè. Đó, sống rồi nè. Mình mở tiếp nè. Đây, cái này lá còn xanh nhưng mà chắc cái này không dính nè. Như vậy là dính được 2-4 bò. Dính được 4 bò. Bây giờ mình tiến hành mình mở bịch ra. Bấm dây mở bịch ra các bạn. Đây các bạn thấy không? Bò dính nè. Đây bấm luôn ở đây. Nên mở bịch vào buổi chiều mát nha các bạn, để cho cây nó có được một đêm nó làm quen với lại cái môi trường ở bên ngoài đó các bạn. Chứ mình mở buổi sáng thì cây nó chịu không nổi đâu. Rồi ở đây thì mình chuẩn bị sẵn một cái bình nước, mình mở ra mình phun cho nó liền, cho nó đỡ mất hơi nước nha các bạn. Đây phun cho nó. Rồi như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xem xong quá trình ghép cái tường phi cho cây bằng lăng nha các bạn. Rồi chúc các bạn có được những cây bằng lăng nở hoa tường vi quanh năm nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Đây là hoa tường vi đỏ các bạn. Nhà mình có 5 loại. Đây là hoa tường vi đỏ nè. Năm nay nó ra rộ bông quá trời luôn. Rất là đẹp ha. Hoa đẹp lắm. Nó có một cái dở là cái bông nó tàn, cái nó đen đen, nhìn nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà bông rất là tươi đẹp luôn. Hoa tường vi đỏ. Cái này đỏ như máu luôn.